Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ tư ngày 22 tháng 5, ngày thứ 819 của cuộc chiến. Chúc quý vị chiều thứ tư vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Vâng, chúng tôi sẽ đến phần tổng hợp những thông tin diễn biến chiến sự trong vòng 24 giờ. Ngày sau đây. Vâng, như chúng ta đã bàn vào buổi sáng thì cả phía Nga lẫn phía Ukraine Phía Ukraine thì đưa ra những thông tin cảnh báo đã tấn công 15.000 quân Nga ở hướng Sumy có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Đấy, theo lời đại diện của cơ quan uh, biên phòng Ukraine, lãnh đạo quân đội Ukraine cũng thừa nhận Nga đã tụ tập khoảng 15.000 quân cộng với các trang thiết bị khí tài quân y này nọ là, nhìn chung tất cả những dấu hiệu cho việc là chuẩn bị tấn công vào vùng Sumy để mà kéo dài chiến tuyến và giàn trải lực lượng của Ukraine ở khu vực này gần như đã rất sẵn sàng chiều nay thì nối tiếp các hoạt động từ sáng và chiều ngày hôm qua thì phía nga tấn công rất ác liệt vào Sumy bằng pháo kích à, cường độ cao hơn mọi ngày trong cách đây hai ngày khoảng độ 50% hôm nay hôm sáng nay thì đánh vào nhiều cụm à, gọi là quân lực nhưng mà chiều nay họ đánh vào hai cái khu vực trạm biến áp và cơ sở tầng năng lượng của Ukraine khiến cho vùng Sumy nó mất điện tuy nhiên đến lúc này thì chúng ta cũng chưa thấy xứng kiến một cái vụ tấn công là của phương nga trực tiếp xảy ra chỉ biết rằng là có nhiều nguồn tin cho biết họ đã dọn dẹp biên giới rồi là rất sẵn sàng cho một việc tấn công à, hành lang hành nhất đã được tạo vân vân còn cách đây ít phút thì nga tấn công uh, chiến thuật vào khắc và zaporizhia à, không biết là bằng cái gì khả năng là bằng tên lửa nhưng mà tất nhiên đây cũng là những cái vụ tấn công mang tính chất chộp giật có nghĩa rằng là theo tình huống chứ không phải là một cái chiến dịch tên lửa lớn vụ nổ có vẻ rất to à, tuy nhiên chúng ta chưa biết đích xác là cái gì à, còn lại thì chúng ta sẽ đến với diễn biến chiến sự à, buổi sáng ngày hôm nay không có thông tin gì đáng kể ở vùng lipsi chiều nay ukraine thừa nhận nga tiếng vài trăm mét nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy một cái sự uh, diễn biến đáng kể nào Và còn uh, thông tin về phía ukraine thì họ đang dồn quân lên cả hai cánh lipsi và vô trang để một là tiếp tục phòng thủ, hai là phản công và khả năng phản lông công là rất cao. Và đến bây giờ thì có lẽ rằng là ít nhất những cái đợt phản công đầu tiên của phía Ukraine đã diễn ra rồi. À, chúng ta thấy một cái bước tiến khá chậm của phía Nga à, cũng có thể cho thấy đấy là một trong những dấu hiệu. Tất nhiên đấy là những cái thông tin mang tính chất suy đoán. À, Nga tiến vài trăm mét ở hướng vista và lần này thì họ tướng về cái khu vực Khe. À, giữa hai bờ sông. đấy Họ tiến về cái hướng ở đây để muốn men theo cái khu vực này để chia cắt cái chiến địa của Canada làm đôi. Tuy nhiên cũng không có thông tin cụ thể về các tọa độ và bước tiến. Nhưng họ tướng về phía đông, khả năng cao là về hướng đó. Không có thông tin gì về giao tranh trong vùng Vochan, vùng Tike, Vochanky, Zibine và những cái thông tin buổi sáng nay về việc nga đánh chiếm bốn thành ở đây thì đến buổi chiều cũng không có thông tin gì thêm. À, và ở phía Nga lại có thông tin về việc là Nga đã chuyển sang tấn công hai thành Malavocha và Orike Vipka ở phía bên Tây xa viễn đông của khu vực Vocha. Như vậy thì và rất là hững hụt đúng không ạ? Thành Zibine thì cũng chưa có thông tin gì khi bản đồ đã ghi ra vùng xám. Còn thành này hôm qua thì không gian chiến à, cuộc của hai bên nháo nhào lên. Nhưng mà đến sáng chiều ngày hôm nay thì không có thông tin gì thêm. Rồi hình ảnh Nga hoặc là Ukraine cắt cầu thì đã rõ 10-10 rồi, không còn cái nghi ngờ gì nữa. À, chúng ta lại phải chờ thêm thôi. Cũng rất có khả năng, đúng không ạ? Rất có khả năng một cái sự im ắng kỳ lạ à, và không có những thông tin được tiết lộ để chuẩn bị cho những cái đợt tấn công uh, trên quy mô lớn hơn, sâu sắc hơn của phía Nga. Đấy là một thói quen của họ từ trước đến nay. Chiều nay thì cũng không có thông tin gì về các vụ tấn công của phía Nga ở trên này. Buổi sáng thì chúng ta có vụ tấn công đầu tiên của họ từ rất lâu. Uh, vào Stenmarkivka, họ tiến khoảng 1 km. Cũng buổi sáng họ đã tiến thêm mấy trăm mét cộng với lại mấy trăm mét ngày hôm qua vào Makivka. Rồi thông tin về Biholorivka thì bây giờ có thể nói rằng là chúng tôi có thể xác nhận rằng là Ukraine vẫn giữ cái vùng núi trắng ở đây. Còn không biết là Nga tiến vào đến đây bao nhiêu và cũng không biết Ukraine còn giữ ở trên này bao nhiêu. Như vậy thì có thể nói rằng rất nhiều nguồn tin họ uh, như đinh đóng cột ấy. Thì điều này cho thấy rằng những cái thông tin ngoài chiến trường nó khá là mơ hồ đúng không ạ trong những ngày gần đây. Đấy, và tuy nhiên có thể khẳng định rằng là phía Nga đang có một cái động cơ nào đó rất lớn ở cái khu vực này khi họ tung tin như vậy và họ có khả năng thì họ đã chiếm được cái khu vực trung tâm. Cũng như chúng ta thấy rằng là họ đã tấn công từ năm hướng về cái khu vực trung tâm Sivek. Chiều nay họ tấn công bằng bom Oda 1500, tức là cái bom chân không. Và một cụm đóng quân rất lớn và pháo kích Uh, bão mặt trời uh, rồi là bão uh, pháo phản lực bắn vào civic trung tâm rất nhiều. Và với việc tấn công Oda cộng với bom FAB 1500 thì không còn cái nghi ngờ gì nữa là Nga sẽ tấn công vào civic đấy, thế nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được cái biên độ thời gian như thế nào. Uh, đối với lại uh, cha sốt gia thì họ đã làm cái việc đấy cả tháng đồng hồ đúng không ạ? Tháng giờ thì họ mới tiến quân. Còn ở đây chắc chắn nhưng chúng ta chưa biết là bao giờ thông tin quan trọng nhất trong chiều ngày hôm nay đó là việc ukraine chính thức đã bị nga đánh bật ra hoàn toàn khỏi kikitcha và lần này thì uh, triệt để và chính xác và nhìn chung là nó chắc như đinh đóng cột về cái việc này chúng ta có thể nhìn xem uh, đây là cái bản đồ trung lập cho thấy rằng là phía nga đã tiến một cái bước khổng lồ uh, trong chiều ngày hôm nay đúng không ạ những cánh quân của họ xuất kích ở hướng Anripka, Kudimika và ở cao điểm 25, cao điểm 227 và các khu vực phía đông tây nam bắc của Kikicha đã khiến cho Ukraine phải bị rút lui. Và trong những trận giao tranh vừa qua, trong những ngày vừa qua thì họ đã bị hứng chịu cái tổn thất khá lớn ở khu vực này. Cho nên là rời xa khu vực hậu cần, à, cho nên Ukraine đã không giữ được. Thế thì bây giờ câu chuyện rằng cao điểm lớn nhất ở đây. Đây là cao điểm lớn nhất, 220 mấy mét. Còn đây thì 210 mấy mét thì đều rơi vào tay Nga rồi. Như vậy thì Ukraine không còn cơ hội nào để có thể, thể chinh phục được Kikicha lại nữa. Nhiều nguồn tin cho biết rằng Ukraine đã rút chạy sang phía bên kia bờ sông của dòng kênh Donetsk. Còn nhiều thông tin cho biết rằng họ rút về hướng này, họ cố thủ ở cái pháo đài còn lại ở đây. Rồi nhiều nguồn tin cho biết họ rút về con đường ở phía đông Tây Andripka để sau này có thể thuận đường rút theo các cánh nào đó cùng với lại đội quân ở Andripka. Rồi thông tin cho biết là cũng có cánh quân rút về hướng bờ sông để tiến lên hội quân với lại cụm phòng thủ ở phía bên cánh rừng phía chính Tây của Kikicha. Vâng, như vậy thì một cái chiến dịch của Ukraine diễn ra trong vòng 6 tháng. Đánh chiếm Kikicha tổn thất nhiều chục nghìn người, không biết bao nhiêu nhân mạng và tài nguyên ở đây và đã để cho Nga đánh chiếm trong vòng 48 giờ. Đúng không ạ? Khá dễ dàng. Tôi có thể nói với quý vị rằng là chắc chắn một điều rằng là những cái bước tiến của Nga nó rất nhanh. Nó không gặp phải cái kháng cự một cách mặc dù quyết liệt nhưng mà nó không khó một tí nào. Nga đã tiến được một cái bước nó cực kỳ dài như thế này. Trong hai ngày thì họ đã xuất phát từ đây. Đấy. Và bây giờ họ đã tiến ra đây. Có nghĩa là một cái bước tiến quá khổng lồ. Đúng không ạ? Đối với phía Nga. Và đảo ngược toàn bộ những cái um, thành tích, giá trị rồi chiến thắng của Kena trong vòng 6 tháng ở cái cánh Kikicha là một cái cánh khốc liệt nhất. Thế còn đây là cánh phía Nam của Bác Mút, còn cánh phía Bắc thì thực tế là họ đã mất rồi. Cho nên là uh, mất cả Bodanipka rồi, có nghĩa là họ không những đã mất mà họ còn mất thêm ở cánh phía Bắc. Còn cánh phía Nam thì với cái cảnh như thế này mà chiều nay Nga đã xuất quân ở Andripka ở đây và họ chuẩn bị mở mũi tấn công Kurimika ở hướng này và bây giờ họ đang có khả năng truy kích Ukraine tới sát bờ sông đúng không ạ chúng ta chưa biết được cụ thể như nào nhưng mà thế trận nó như thế này thì cho thấy rằng là Ukraine đã đi một cái ván cờ cực sai để tôi trích lại cái lời của ông C. Sky lúc bấy giờ ông ấy là tư lệnh của cái chiến trường này ông ấy nói như thế này à, vào thời điểm ngày tháng 7 ngày 20 tức là cách đây khoảng độ 10 tháng đúng 10 tháng Ông ấy nói trên đài kênh và đài truyền hình BBC của nước Anh là quân Nga đã bị bao vây hoàn toàn ở khu vực Bắc Mút. Và bao vây là bao vây chiến địa đấy. À, tất nhiên nó chưa phải là bao vây dạng tứ phía. Nhưng mà hai cánh đã bị bao vây và trước mặt bị bao vây. Chỉ còn một hướng đằng sau thôi. À, ông ấy nói rằng là chúng tôi đã tạo ra những tất cả những cái điều kiện tiên quyết để mà gọi là khép chặt vòng vây Nga À, đồng thời lấy lại thành phố Bắc trong thời gian ngắn sắp tới, tuyên bố của đại tướng Alexander Siskey với đài BBC vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Và sau khi ông ấy nói như vậy thì Ukraine không tiến được tí gì nữa. Hoặc là tiến rất ít đúng không ạ, chỉ còn lại là cứ tiến đi tiến lại xung quanh đường tàu để bị Nga đánh lại. Và suốt một thời gian đấy xong thì họ nằm trong hỏa lực của phía Nga. Và bây giờ họ lại hứng chịu tổn thất nữa và để cho Nga đánh chiếm chỉ trong vòng có vài chục tiếng đồng hồ dễ như ăn kẹo, đúng ạ như vậy là, vâng, quý vị lưu giữ lại cái lời tôi nói đúng vào cái thời điểm đấy vào năm ngoái là Ukraine sẽ để Nga chiếm lại trong vòng một nốt nhạc mà không mất tổn thất cái gì à, nếu như họ không tiến được vào cái đường đây và đánh ngay vào trong khu vực Bakhmut mà khả năng đấy thì rất là khó, đúng ạ bởi vì là cao điểm của Nga nó nằm hết ở đây Cao điểm nằm ở đây, mà ông đánh ở vào đây, mà ông không tiến xa, vào đây mà ông không đánh bật được cao điểm này ra, thì rõ ràng là ông tự chui đầu vào dọ đúng không quý vị? Cho nên là Ukraine cũng máu là Kudimika và Ozarinipka Nipka, nhưng mà đánh mãi không được, vì nó nằm ở cao điểm, đằng sau cao điểm, à, giữa đường tàu lại bên này bờ cây, cho nên là thế này nó như là thế đánh đố, à, Ukraine đã không làm gì được. Lúc bây giờ họ còn đánh cả vào phía nam này nữa, nhưng mà cũng chỉ vào được một hai buổi rồi bị phía nga đánh bật ra khỏi cái cửa khẩu ở đây và bây giờ uh, kết quả chúng ta đã nhìn thấy rõ uh, ở đây có thể nói là một cái kết quả nó bẽ bàng hơn cả Zaporizhia đúng không ạ hơn cả cái này mặc dù ở đây thì nói thật ra là Ukraine còn thua nhiều hơn thế nhưng mà ở đây thì ý nói là cái cái cái, cái thị trấn này nó ma ám nó quan trọng và nó rất nhiều truyền thông nó giống như Zaporotina uh, rabutine đấy thế còn ở đây thì mất hết rồi mất hết rồi còn mất thêm nữa cả cái vùng này nếu nói đến tộc phản công năm ngoái thì Ukraine đã tiến vào như thế này. Thế nhưng mà bây giờ họ mất toàn bộ thêm cái này rồi, đấy và mất luôn cả Ivaneska và bây giờ mất luôn cả Kikicha. chỉ còn lại những khu vực bên uh, cánh rừng ở sát bờ sông thôi. Khó nhất là cái chỗ này thôi. Thì tôi đoán rằng là sau khi mà Ukraine rút đi, thì nga truy kích theo thế này thì cũng chẳng còn giữ được cái pháo đài ở khu vực trung tâm hai thị trấn này nữa và Ukraine sẽ phải rút nốt ở khu vực này, đúng không ạ? Và Nga sẽ thuận đường để tiến tới bóp chết khu vực uh, pháo đài ở cạnh bờ sông đây. Và như vậy, có thể nói rằng là không cần biết kết quả của trận đấu ở hướng Kalinipna, Chasovia như thế nào, Nga có thể hoàn toàn vượt qua sông để mở điểm đầu cầu tấn công vào Konstantinivka sau khi Ukraine rút khỏi khu vực này. Quận Stupochi sẽ là cái mục tiêu tiếp theo của phía Nga, rồi sau đó họ sẽ lan lên khu vực phía dưới của Chasovia và không kéo mở hẳn một cái mũi to, mà như chúng ta đã từng nói mũi chiến thuật của cả vùng đúng không ạ một mũi tam giác cha đang nhắm tới hai là cái mũi mà ở hướng kurimika và vùng horipka hướng tới konstantinivka và ba chính là cái mũi ở vùng adipka à, lên konstantinivka mà chúng ta à, đã nói những ngày gần đây bao vây cụm chiến trường ở đây ở đây đúng không ạ Đấy. Đây chính là những gì chúng ta đang thấy diễn ra ở vùng Rabutine đấy. Uh, Ukraine để Nga lôi vào một cái phễu rồi cuối cùng bây giờ họ thực hiện ba mũi tam giác và Ukraine đã phải uh, bị đánh bật ra đúng không ạ? Còn uh, diễn biến ở trong cha gia trong chiều hôm nay giao tranh thì vẫn dữ dội nhưng mà phía Nga tiến khá chậm bởi vì Ukraine đang phản công dữ dội. Tuy nhiên thì chiều nay họ chiếm được một cái vùng khá quan trọng ở trong góc này. Với việc họ chiếm được cái vùng trong góc này thì khả năng mà Nga nối liền được trận địa của họ từ hướng phía đường tàu với lại khu vực ở phía dưới là rất cao và những ngày tới họ sẽ khá thuận lợi trong việc tiến theo đường tàu để ép vào cái sườn phía bắc của cái bên này Trà Sốp Cha và như vậy Ukraine cũng sẽ gần như bị bao vây. Bây giờ thì họ đang dùng cái phương án nhỏ mạnh để phản công nhưng mà khả năng còn lâu nó mới hết đà vì đông quân ở đây nhưng mà khi hết đà thì Nga sẽ tiến quân. Còn bây giờ tôi cảm giác họ cũng trông không có quá vội. Cái vội của phía Nga là họ đã tung ra một đòn tập kích rất nhanh để đánh chiếm cái đường Zalina và chiếm tòa nhà cao tầng ở đây. Sau đó họ đã tổ chức đợt tấn công từ hai hướng để tập kích vào nốt khu vực cao tầng ở khu vực này và họ đã chiếm được những cứ điểm rất quan trọng. Bây giờ thì từ cao điểm này thì Nga có thể ngâm tôm Nga Ukraine được rồi, đúng không ạ? Họ không nhất thiết phải vội vàng. Mặc dù trận đấu diễn ra ác liệt, còn lại thì chúng ta thấy một kết luận tất yếu là họ đánh khu vực còn lại ở đây là cái điều đương nhiên rồi à, và như vậy thì trận địa vẫn diễn ra rất xấu cho Ukraine. À, Nga nói rằng họ tiến vài trăm mét ở đây nhưng mà tôi cũng không thấy nó thay đổi đáng kể rồi cũng không có mũi tấn công về Hidropliska, Orikovacipliska trong những ngày trước đây nữa. Như vậy là Chasovja diễn biến chính ở khu vực Kikitsa và khu vực rất quan trọng đối với Ukraine ở hướng này thì chiều nay nga bất ngờ tấn công thẳng vào làng novo alexander à, họ đã chiếm được những khu vực căn cứ ở đầu làng rồi một lần nữa à, quay lại làng rồi à, Và không biết là cái điểm vùng xám đến đâu vùng kiểm soát như thế nào nhưng mà à, có vẻ là ukraine không ngăn được bước tiến của nga lần này à, ít nhất là đến thời điểm này có thể là nga đã tung ra một cái đợt tấn công khá bất ngờ và vùng xám họ đã kéo dài tít lên phía bắc của Novo Alexandro đúng không ạ? À, không phải Đông Bắc cho nên có khả năng đã khiến cho trận địa của Ukraine đã suy yếu ở hơn ở đây. Chúng ta chờ xem thông tin ngày mai làm gì. Tuy nhiên về mặt chiến thuật thì nó cũng rất là dễ hiểu với việc Nga tấn công như vậy. Nga tấn công ở đây thì nó cũng chỉ nói lên đúng cái việc mà chúng ta đã nói trong giờ những ngày vừa qua. Đó là họ sẽ đánh bằng được để tiến tới một cái cung đường gần nhất để cắt cái liên lạc giữa Novo Alexander. À xin lỗi. Sintinipka với lại uh, Porox là cái quan trọng nhất họ phải làm đúng không ạ, để làm suy yếu cả hai cánh. Rồi uh, họ tiến công những ngày vừa qua họ đánh chiếm ra đến đây. Đấy. Như vậy thì không có nghi ngờ gì họ sẽ tiến công hai hướng này thì ít nhất họ sẽ đánh về Kalinove là cái chắc chắn, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ tiến theo hướng này lên Novo Alexander, à xin lỗi, Constantinopka. Bởi vì chiều nay, chiều sáng nay chúng ta có mũi tấn công của họ về phía Oleksandropin tức là hướng về New York thì ở đây với bước tấn công này để chắn sườn này và hướng về phía đây thì và hướng này thì hướng bên phải thì phía Ukraine Nga sẽ tiến quân về thẳng hướng này trong khi hai cánh của họ bung sang hai bên để mà che chở cho cái mũi giữa tấn công còn cái nào nhanh chậm và cao thấp nó tùy vào cái thế trận của họ nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là cái hướng tấn công của gọng kìm thứ ba mà tôi vừa vẽ quý vị đúng không ạ đây ở đây nó đã chính thức bắt đầu Gọng kìm bên trái thì nó ở hướng Kyivcha, còn gọng kìm trên cùng thì nó ở hướng phía Cha Sopcha. Cả ba hướng đều có vẻ như đã xuất kích vào thời điểm này để mà bao vây Vâng, thị trấn quan trọng, thành phố quan trọng hàng đầu của Ukraine. Cũng ở hướng Anipka chiều nay nga chiếm thêm vài trăm mét ở hướng Solovio để hướng về Sovin. Đây chỉ là thông tin của phía Ukraine thôi, cũng không có gì bàn cãi. Cũng ở hướng này thì Nga đã tiến thêm vài trăm mét nữa để đánh bật Ukraine ra nốt khỏi cái khu vực trang trại phía dưới bờ sông. Như vậy thì Ukraine đã mất lần đầu tiên, mất tới bờ sông ở đây. Trận địa có như vậy là suy yếu rất nhanh ở cái hốc này. Khả năng là những giờ sắp tới cũng phải rút. Phía trên thì cũng khả năng cũng phải thế nữa. Bởi vì đây chính là nơi quan trọng nhất còn lại nó liên quan đến khu vực đô thị rồi. Thực tế thì cái làng này nó đã rơi vào tay Nga. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy nó đổi màu đỏ rồi đây này, này. Đấy, đúng không ạ? Nó đổi màu đỏ là nó xong phim rồi. Thế còn ở đây thì không có thông tin gì thêm, nhưng mà chúng ta nhìn thấy UAV của Nga tập kích vào chỗ này. Rất có khả năng thì chỗ này vẫn nằm trong sự uh, kiểm soát của Ukraine. Bởi vì nó còn một vài những cái điểm cao tầng mà tôi thấy để rất lâu rồi. Nga chưa có tướng quân gì thì có khả năng Ukraine còn giữ lại một nửa uh, co cụm ở hướng phía tây bắc trung tâm và tây bắc đúng không ạ còn ở ba phía thì đã rơi vào tay nga hoặc vùng xám nhìn chung nó cũng không quan trọng quá lọt thỏm rồi uh, nếu như mà nga họ bỏ qua đấy đúng không ạ đây là lý do mà ukraine phải phản công vào sườn này của nga này còn uh, họ bỏ qua mọi tấn công ở hướng này thôi và uh, hướng này thôi thì chỗ này cũng không cự đánh mà cũng sẽ tự tan ở uh, hướng phía dưới thì chúng ta tiếp tục ghi nhận bước tiến của nga liên tiếp Uh, có giao tranh tiếp theo của phía nga về khu vực pháo đài còn lại nhưng mà nga nói rằng chỉ còn một vài ụ súng máy của Ukraine nhưng không tài nào vượt qua được uh, thì chúng ta cũng tạm ghi nhận là như vậy ở hướng phía bắc. Tuy nhiên ở hướng phía nam thì phía nga đã tiến thêm một bước khoảng một km nữa hướng về Konstantinivka. và như vậy thì chúng ta không biết đến đâu nhưng mà ở phía ngay phía nam thì họ đã tiếp xúc vào cái cánh rừng ở đây như quý vị nhìn thấy cánh rừng có thể men theo để tấn công vào trong cái phía đông của thị trấn rồi từ hướng Nam, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai nữa là đây họ cũng tiếp xúc vào cánh rừng ở phía dưới, mà cũng có thể men theo các cánh rừng này để tập kích thẳng vào trong thị trấn, khá dễ dàng, khá thuận lợi. À, bước tiến của Nga đâu đó khoảng độ 2 km vuông trong chiều ngày hôm nay ở hướng phía dưới, và xích gần hơn tới cung đường 503, cũng như là vào thẳng làng luôn, thẳng thành phố luôn, thẳng quận luôn, không cần quan tâm nữa. Vậy là liên tiếp phía Nga đã tiến quân ở Constantinople từ hướng phía Đông, đông nam và hướng phía nam. À, và như vậy chúng ta thấy rõ là trận này sắp diễn ra rồi và khả năng bây giờ Ukraine cũng đã có những cái xu hướng là điều động quân để mà rút quân khỏi những cái khu vực phía ngoài để lui về cố thủ ở hướng phía tây. À, còn phía nga thì đang có những động thái chuẩn bị đưa quân đến hướng Brobibda đánh từ khu vực phía bắc xuống. À, như vậy chúng ta thấy rằng là ba hướng tấn công đúng không ạ, bốn hướng tấn công. Đang nhắm về việc bao vây Konstantinopla trong thời gian tới. Ở hướng uh, Uleda, sau khi phía Nga cắm cờ ở trong khu vực uh, gọi là khu vực công nghiệp ở đây. Uh, đây, tôi xác nhận lại họ cắm cờ ở khu vực công nghiệp ở đây chứ không phải là khu vực trung tâm. Thì như vậy thì cùng lắm Nga cũng chỉ chiếm được đến đây thôi, cũng chưa đến vào đến khu vực trung tâm của Ukraine. Chiều nay thì đã có những thông tin xác nhận về những bước tiến của Nga về sát khu vực Staromazor là có thật. Khi mà Ukraine đã tung ra UAV tấn công Nga ở những trận địa như thế này, cho thấy rằng Nga đã tiến vào đâu đó sát khu vực đấy. Và với những diễn biến của hai bên như này thì chúng ta cũng sẽ thấy với một cái sự uh, trì hoãn và im hơi lặng tiến trên chiến trường về thông tin, cảm giác như không khí nó khá ngột ngạt rồi, đúng không ạ? Thông thường thì chiều thứ tư nó phải có chuyện xảy ra rồi, nhưng mà tuần này chiều thứ tư rồi cũng chưa thấy gì cả, cũng rất là đáng đáng nghi ngờ. Chẳng lẽ Nga lại bỏ qua những cơ hội vàng để họ không khai thác thêm những cái uh, sự tụt dốc của quân Ukraine hay sao? Rabutine vẫn giao tranh nhì nhằng xung quanh thị trấn và không có thông tin gì uh, cụ thể đáng lưu ý. Còn ở đây thì phía Nga trong chiều hôm nay nó đánh bật uh, đã tấn công chiến thuật bằng UAV và bom FAB và một cái cụm quân của Ukraine ở bến cảng Oleksandrivka nơi mà họ đang chuẩn bị một cái vụ đổ bộ sang bên bán đảo Crimea Đấy. Đây là lần đầu tiên Nga đã phá đám được một cái chiến dịch đổ bộ mà tôi không biết là lớn hay nhỏ sang bên này của phía Ukraine. À, tuy nhiên có vẻ là nó nhỏ hơn những gì mà chúng ta nghĩ bởi vì là Ukraine đã phải đưa khá nhiều quân lên hết khắp cốp rồi. Bây họ họ chỉ chọc ngoáy ở đây để cho phía Nga bị bận tâm mà thôi, còn không có khả năng để tung ra chiến dịch uy hiếp Nga nữa. Vâng, như vậy là một cái buổi chiều khá là uh, gọi là thờ ơ với chiến cuộc của hai bên. Tuy nhiên thì chiều hôm nay chúng ta có một cái trận diễn ra rất ngoạn mục, rất kịch tính. Nó ở chính khu vực uh, Kikicha, đúng không ạ? Phía nam của Chasovja. Một trận đấu rất là ý nghĩa đối với phía Nga khi mà họ đã đánh bật Ukraine trong một cái... Uh, nỗ lực để mà gọi là đảo ngược toàn bộ những cái giá trị mà Ukraine đã chinh phục được trong suốt tháo tá 6 tháng năm ngoái. Một cái biểu chiến thắng rất là biểu tượng và thất bại rất biểu tượng của phía Ukraine. Và cũng đáng ngạc nhiên là chiều nay chúng ta không có thông tin gì về cái cánh quân mà buổi sáng nay tung hô trên không gian chính trị âm mỹ của hai bên. Và cuộc chiến này đúng là làm chúng ta à, sốc rồi, đúng không ạ? Và đó là những thông tin diễn a à, và chúng ta cũng không quên về bước tiến mới của Nga ở hướng Adipka về hướng Oleksandr Novo Alexandria cũng có khả năng tạo ra những cái bước ngoặt mới cho trận đấu ở hướng đó và những nơi phía khác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại những thông tin liên quan tới chính sự chiến cuộc trong chiều ngày hôm nay 24 giờ một trong những thông tin mà nó bá đạo tuyệt luân trên không gian uh, video của ukraine hôm nay là những cái hình ảnh mà ở đường phố odessa nikolaev và các khu vực miền trung uh, miền nam miền đông vắng lặng như tờ người ta chỉ thấy một người phụ nữ vai u thịt bắp màu hôi dầu và chắc là cũng uh, cao to đen hôi và ai cũng biết rằng đây là dáng đi của một người đàn ông uh, giả danh phụ nữ ở đường phố Odessa. Còn lại thì không hiểu đàn ông đi đâu hết. Và rất nhiều người nói rằng là trong thời gian vừa qua thì Ukraine cũng bắt được khá nhiều uh, lính và khả năng đợt tới họ sẽ triển khai ra chiến trường uh, một lực lượng lớn uh, quân cho các lữ đoàn cơ giới mà cơ bản thì uh, cơ giới nhưng mà không có xe và bây giờ toàn phải những đơn vị cơ giới thì biến thành đơn vị bộ binh còn những đơn vị mà ra chiến trường làm cơ giới thì bây giờ cũng không có xe cộ liên tục hàng chục lữ đoàn mới được thành lập, có nghĩa rất, rất nhiều những cái tân binh sẽ ra chiến trường. Và quý vị biết không là có những video mà nhìn nó rất là thảm. Một anh lính mặt non trệt ra chiến trường được 3 ngày cộng với những người bạn mới ra chiến trường à, trong đó anh quay hình ảnh xác chết của đồng đội và anh nói rằng là anh chỉ vào đằng sau một cái người lính là bạn anh ấy cũng vừa mới thiệt mạng khi mà ra chiến tuyến được đúng 3 ngày giống anh ấy. Và anh may mắn anh sống sót còn lại những người kia à, ở đằng sau anh thì rất nhiều người mới ra chiến tuyến được có vài ngày mới không phải mới bị bắt lính được có vài ngày đấy chị tôi trích dẫn lại mới bị bắt lính được có vài ngày thôi và là tình huống cực kỳ là khó khăn đúng không ạ bởi vì nói thật ra những người lính đấy thì không có kỹ năng chiến đấu thế nhưng mà họ ra mà họ nhanh chóng thiệt mạng thương hoặc là bỏ chạy đầu hàng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của những người đang chiến đấu còn trong hậu phương thì bây giờ đường phố vắng lặng như tờ, các lữ đoàn cơ giới thì bây giờ thành các lữ đoàn bộ binh mà những người tân binh ra mặt trận vào các lực lượng, lượng cơ giới thì bây giờ cũng không có xe cộ để chiến đấu, đại khái là tình huống cực kỳ khó khăn. Mà chúng ta biết đấy là Ukraine thực tế thì họ chỉ còn lại cái con bài cơ giới để mà thứ nhất là nếu có phản công thì cơ giới nó cũng gọi là có tí vẹo, à, thứ hai quan trọng hơn là phòng thủ phòng thủ mà không có cơ giới đúng không ạ mà giao tranh như vậy đối với lại phía nga họ có nhiều vũ khí hạng nặng như vậy mà không có cơ giới để đỡ thì nó như kiểu là gọi là thời trung cổ đấy một bên nó là hiệp sĩ hạng nặng có một bên là toàn mấy ông áo vải ở việc đánh nhau đúng không ạ thì rất khó ngoài ra thì bây giờ phía nga đang điều động ukraine khắp chiến tuyến mà họ không có cơ giới thì có nghĩa rằng họ sẽ phải đi bộ Thật sự nó là như vậy Bởi vì là xe cộ không chỉ là cơ giới chiến đấu Mà cơ giới luân chuyển các thứ cũng thiếu thốn nghiêm trọng Nhưng mà dù sao Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thời gian tới Sau khi huy động được lực lượng lớn Ukraine tung ra chiến trường Sẽ có những cái giận giao tranh nóng bỏng giữa hai bên Kéo dài cho đến khi nào mà một bên à, Mệt mỏi Thì mới à, bước sang trang ở ngoài mặt trận thì Ukraine chuẩn bị đón những lữ đoàn cơ giới mới 156, 157, 158, 159 và tất cả đều không có xe cộ. Và chiều nay thì văn phòng tổng thống của Ukraine à, đã đưa ra thông tin mới về cuộc tổng phản công mới của họ. Trong đó thì người đứng đầu của Hội đồng An ninh, ông Alexander Litvinenko người thay thế ông Denysov đã nói rằng là à, năm nay cũng như năm 2025, Ukraine không có cơ hội để mà đột phá uh, ở trên chiến trường và thu hồi lãnh thổ năm 1991. Chúng tôi uh, sẽ làm điều này năm 2026. Vậy là đầu tiên thì chúng ta có tổng phản công 2024. Rồi cách đây một tháng thì chúng ta có 2025, đúng không ạ? Rồi bây giờ cuộc tấn công khắc cốp xảy ra thì đã hoãn tới 2026. Khả năng đến 27 trong những ngày sắp tới là rất cao Nếu mà Nga mở nốt chiến dịch Sumi hay là ở chỗ nào đó Còn Bộ trưởng Ngoại giao, ông Kuleba Cũng đe dọa các nước đồng minh phương Tây Hậu quả tai hại nếu họ không viện trợ ngay lập tức Patriot Ông nói rằng là đừng có tuyệt vọng Hãy hành động Hành động ngay lập tức, chỉ có hành động mới quan trọng Hãy gửi ngay các hệ thống Patriot cho chúng tôi Hãy gửi đạn Pháo, hãy gửi xe bọc thép. Hãy cho phép chúng tôi tấn công vào bất cứ mục tiêu nào ở trong lãnh thổ nước Nga. Hãy giúp chúng tôi bảo vệ bầu trời. Các bạn sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Nếu như các bạn không làm những điều này ngay lập tức, thì đừng có than phiền về Ukraine nữa. Vâng. Hãy cảm nhận ngay sự khác biệt. Và giống như là quảng cáo gọi là sữa rửa mặt đấy đúng không ạ? Cái kiểu như là bạc hà và kia ấy còn ở nước mỹ thì trong tòa bạch ốc người ta vẫn nói rằng là bộ quốc phòng mỹ nhấn mạnh quan điểm về vấn đề này sẽ không thay đổi Đã, vẫn không thay đổi là theo ông patrick rider phát ngôn của bộ quốc phòng thì nước mỹ sẽ tập trung vào việc cung cấp cho ukraine vũ khí để giải phóng lãnh thổ và độc lập chủ quyền chứ không có cổ suý cái việc ukraine tấn công đánh chiếm lãnh thổ nước nga Trước đó thì ông Zelensky đã nói rất nhiều về việc là ông yêu cầu nước Mỹ là phải ngay lập tức gọi là bật đèn xanh cho Ukraine làm điều đó, tức là tấn công vào lãnh thổ nước Nga thì Ukraine mới có thể thu hồi lãnh thổ 1991 được. Còn trong chiều ngày hôm nay thì ông cũng nói với các đồng minh Liên phương Tây rằng ông thề là ông sẵn sàng để ký vào bất cứ một cái văn bản nào mà từ chối trách nhiệm của nato trong việc ukraine bị hủy diệt nếu như trong trường hợp nato đồng ý bắn hạ tên lửa nga ở lãnh thổ ukraine dẫn tới sự đáp trả của nước nga à, vâng từ chối trách nhiệm của các nước nato liên quan tới sự hủy diệt của ukraine nếu như các nước NATO bắn hạ tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Vâng, rất hay, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay đã là 22 tháng 5 rồi. Còn về phần mình thì một siêu cường Baltic là Litva cũng đã nối tiếp với lại Estonia để nói rằng nước này sẵn sàng cử những cái chuyên viên huấn luyện quân sự để tham gia vào liên minh dẫn đầu bởi người Pháp ở, ở Ukraine. Và, và hy vọng rằng sẽ đóng góp cho tình hình chiến cuộc của Ukraine trong thời gian sắp tới. Còn được biết là liên minh này thì tập trận vượt qua một con suối mà ngã lên ngã xuống. Rồi là không biết là đánh nhau thì có bằng được Ukraine không. Mà lại đòi sang để huấn luyện. Thời báo Washington đã đưa ra một cái thông tin như thế này là kể từ khi nga mở cuộc tấn công ở kharkov, họ đã chiếm được 291 uh, dặm vuông, 294 dặm vuông và vượt xa so với lại 199 dặm vuông của ukraine trong cuộc tổng phản công hồi năm 2023 và cuộc tấn công của nga thì mới diễn ra được có 10 ngày. Quay trở lại với những bài phát biểu của ông Zelensky, thì lần này ông lại đổ lỗi cho phương Tây một lần nữa, lần thứ mấy trong tuần vừa rồi, là đã mất quá nhiều thời gian để viện trợ vũ khí cho Ukraine. À, tờ Kiev Independent đã trích dẫn lời ông Zelensky nói rằng, tất cả các quốc định của đồng minh chúng tôi đều chậm, mà thậm chí chậm tới cả năm. Đồng thời, ông cũng tranh thủ kêu gọi sự viện trợ và đầu tư thêm của các quốc gia NATO vào Ukraine. Ông than phiền rằng là Kiev chúng tôi nhận thấy rằng là các nguồn viện trợ mặc dù càng ngày càng tăng nhưng mà không đủ để có thể thay đổi được tình huống trên chiến trường và cần các nước phương Tây tiếp tục tăng cường một cách lớn lao hơn nữa liên quan đến viện trợ để có thể thay đổi tình huống trên chiến trường. Ông đã chia sẻ với bà Bebock Ngoại trưởng Đức trong chuyến thăm của mình tới Kiev lần thứ 8. Còn người đứng đầu của lực lượng Mỹ, tư lệnh lực lượng Mỹ của tại NATO, châu Âu, tướng Christopher Cavoli nói rằng là nói thật ra thì bây giờ Nga cũng không còn đủ nguồn lực nữa trên mặt đất để có thể tạo ra một cái sự đột phá lớn ở chiến trường Ukraine. Sau khi họ đã tổ chức cuộc tấn công ở Kharkov, Thậm chí họ cũng không còn kỹ năng và năng lực để làm điều này. Ngày hôm nay thì là ngày 22 tháng 5 rồi, à, chính thức thì ông Zelensky đã mãn hạn cái nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tuy nhiên thì ông ấy vẫn là tổng thống thôi, à, ít nhất là tạm quyền. À, nhiều quý vị cũng hỏi thì uh, ông vẫn như thế và, và cơ bản thì uh, phương Tây vẫn công nhận ông ấy. Điều đó mới là điều quan trọng ở trong nước thì người ta cũng chỉ đưa ra những cái lời phản đối như vậy thôi, nhưng mà cũng chưa có ai đứng lên để mà làm một cái việc nó dữ dội cả. Mặc dù rõ ràng là bây giờ thì những sự chỉ trích của ông ấy nó đã nó nó đã trắng trợn hơn so với ngày xưa. Và người ta không còn coi ông Zelensky như là một cái biểu tượng của tinh thần yêu nước hay gì nữa. Bây giờ cái quan điểm là người ta đã khá là tiêu cực về ông Zelensky, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ ủng hộ của ông ấy nó rất thấp, nó còn mười mấy phần trăm so với lại ba mấy phần trăm của ông Zelensky như vậy là rất thấp. Tuy nhiên thì uh, câu chuyện rằng là chính tờ thời báo Economist cũng nói là nếu không có gì thay đổi thì ông ấy vẫn tiếp tục là tổng thống tự do trở đi cho đến khi nào mà ông ấy không thích nữa thì thôi. Uh, người Ukraine thì đã đặt niềm tin vào ông Zelensky bởi vì ông ấy đã thể hiện một cái bản lĩnh kiên cường. À, cho sự tồn tại của quốc gia. Thế nhưng mà đấy là ngày trước đây 2 năm, chứ còn bây giờ thì trong xã hội đã có những dấu hiệu của cái sự mệt mỏi, một cái sự thoái hóa, tham nhũng, vân vân trong lòng xã hội cũng như là trong quan chức chính phủ và sự tập trung quá đáng quyền lực trong tay của một số những cơ quan ban ngành đã làm cho cái kết cấu của xã hội nó trở lên suy yếu hơn bao giờ hết. Chính tổng thống cũng càng ngày càng tỏ ra mệt mỏi, giận dữ và hay quát mắng những cái nhân vật thân cận. Những cái cuộc bỏ phiếu của trung tâm Razumcom của nhà nước cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023. Bây giờ thì ông Zelensky đã chuyển sang cái trạng thái không còn là tổng thống hợp pháp nữa thì khả năng dẫn tới một cái cuộc đảo chính càng ngày càng tăng. Bất cứ một cái lực lượng nào nhận được sự ủng hộ của phương Tây bây giờ có thể đơn giản tuyên bố trở thành một chính quyền hợp pháp và lúc bấy giờ thì ông Zelensky sẽ không còn làm gì để có thể đảo ngược được tình huống. Ông ấy có thể bị đào thải trong một nốt nhạc giống như là Tổng thống Yanukovych, mặc dù lúc bấy giờ ông Yanukovych còn là Tổng thống hợp pháp. Vâng, nhưng mà cái câu chuyện rằng là phương Tây thì họ vẫn đặt cược vào ông Zelensky thôi. Đấy mới là cái điều tiên quyết, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì uh, Trung Quốc đã áp đặt một lệnh cấm vận với 12 công ty Trung Quốc về uh, Mỹ vì việc bán vũ khí cho Đài Loan để đáp trả việc các uh, chính phủ Mỹ tung ra cấm vận với 20 công ty Trung Quốc vì cáo buộc là làm ăn với Nga. Uh, còn Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Hộ quốc phòng Anh, Grant Sharp gần đây thích phát biểu đã buộc tội Trung Quốc là cung cấp và chuẩn bị tất cả những nguồn lực cần thiết trong đó có vũ khí sát thương cho nga để nga sử dụng ở chiến trường ukraine ông nói là tình báo anh mỹ có đầy đủ bằng chứng về việc là bây giờ thì trung quốc không chỉ viện trợ mà còn viện trợ cả vũ khí sát thương từ trung quốc tới nga rồi sang chiến trường ukraine và tất nhiên rằng là tuyên bố thì tuyên bố quan trọng là làm gì nước anh thì bây giờ có thể làm gì với lại trung quốc được còn về người pháp thì uh, trong ngày hôm nay ông uh, thứ trưởng bộ ngoại giao thứ nhất của nga ông ấy nói rằng là chúng tôi để ý thấy cái việc là những cái luận điệu của người pháp càng ngày càng tăng càng ngày càng uh, trắng trợn của tổng thống pháp người mà nói rằng là sẽ không loại bỏ khả năng gửi quân pháp tới ukraine thực tế đã không phù hợp với lại cái công luận ở các nước EU và NATO nói chung và đã bị phản ứng dữ dội từ đại đa số quần chúng người Pháp. Tuy thế, chúng tôi cũng không xem nhẹ những cái tờ lời tuyên bố như vậy mà theo chúng tôi thì đó là một lời đe dọa và chúng tôi sẽ đáp trả bằng tất cả những biện pháp không chỉ liên quan tới chính trị và những biện pháp nghiêm khắc khác. Đấy, ông Studian Ninkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nói. Ông nhấn mạnh rằng sự tham gia của người Pháp ở Ukraine sẽ khiến nước này trở thành một bên của cuộc xung đột và leo thang cái khả năng xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình bằng phát biểu của ông 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 ông, ông, ông chủ của công ty Blackwater, một cái công ty quân sự tư nhân mà trước đây cũng hoạt động ở Ukraine. À, đây là một người mà cũng phát biểu khá nhiều. À, tất nhiên ông ấy là một người à, chủ công ty quân sự tư nhân, là một người hiểu chuyện, đúng không ạ? Ông ấy nói như thế này, ông ấy nói rằng là lẽ ra Biden có thể làm một cái việc rất đơn giản. Ông ấy tuyên bố rằng là không cần thiết phải có một cái cuộc chiến ở Ukraine, ừ, họ sẽ không bao giờ gia nhập NATO. À, và đơn giản ông chỉ cần nói thế thôi, thì chắc chắn không bao giờ có cuộc chiến. Thế nhưng mà cơ bản thì ông ấy cần một cuộc chiến. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu một điều rằng là người Nga chắc chắn sẽ giận dữ bởi vì cuộc chiến này. Bởi vì nếu như người Nga hay người Trung Quốc muốn biến nguồn miền Bắc của Mexico trở thành một cái vùng mà thân với người Trung Quốc, người Nga, thì ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy xúc phạm vì điều này và chúng ta sẽ hành động với lại cái mức độ ưu tiên cao nhất. Tôi hiểu rằng họ sẽ gửi Kamala Harris, tức là phó thủ tướng Mỹ, tổng thống Mỹ tới hội nghị an ninh Munich và nói ở trong một cái bài phỏng vấn báo chí với lại ông Zelensky rằng chúng tôi muốn ông gia nhập NATO. Và điều này nó rất dễ hiểu, nó như một cái lời nói của chính phủ Mỹ của chúng ta nói rằng là hãy tuyên chiến với người Nga. Tại sao chúng ta lại cần điều này, tôi không biết nữa. Có thể đơn giản là bởi vì bọn họ quá ngu ngốc thì nói những nhà lãnh đạo Mỹ. Và tất nhiên là bọn họ ngu ngốc thật. Hãy nhìn vào Antony Blinken mà xem. Và quân đội Ukraine đã bị đánh bại. Và bây giờ thì ở đó cũng giống như là Nero. Nero là bạo chúa ở cuối thời La Mã đấy quý vị. Trong khi mà ở thành Rome, thành La Mã đang rực cháy thì bạo chúa Nero vẫn tiếp tục quẩy tưng bừng khắp nơi giết chóc tàn bạo. Đó chính là cái khung cảnh của Ukraine tại thời điểm này. Ý nói, đúng không ạ? Ý nói rằng là Ukraine thực sự là đang ở trong một cái tình trạng rất là tuyệt vọng và khó khăn. Thế nhưng mà chính quyền Mỹ thì như bạo chúa Nero không quan tâm. Và tiếp tục những cái gọi là cuộc chơi, đúng không ạ? Những cái sâu diễn. khốc liệt những khâu diễn đẫm máu đẫm nước mắt của mình bất chấp gọi là tịch người Ukraine phải trả giá bằng tính mạng. Một cái là câu phát biểu rất là hay, trí tình trí lý của người đứng đầu công ty quân sự tư nhân. Ông này thì trước đây thì cũng giống như là Pricogin của Wagner đấy, đúng không ạ? À, nhưng mà bây giờ thì gần như là công ty này thì hình như nó giải tán ở uh, giải tán luôn rồi hay sao ấy. Còn đầu na thì đã không còn hoạt động cách đây 2 năm rồi. Hồi đầu thì hoạt động khá tích cực. Vâng, à, như vậy là chúng ta có một cái uh, buổi chiều Khá nhiều những thông tin chiến cuộc chính sự và khá ít những thông tin chiến sự so với lại những ngày bình thường và có một cái gì đó nó rất kỳ lạ về một cái buổi chiều cũng như là không khí trong suốt 36 giờ đồng hồ qua đúng không ạ? Và chúng ta cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi. À, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.